ngập ngừng sông núi sông mây. Anh theo em về đây, bạn mường treo leo dốc núi. Xôn xao tiếng pi chạy vào con suối reo vui. Ai ơi ta cùng về, về đây vui hồi cầu mùa. Đưa nhau ta cùng về, chẳng quan vượt sâu núi cao. Điệu tâm hát giao duyên, trao em vòng bạc làm tim. Xuân sang hoa mơ nở trắng, tiếng khen môi xuân sang gọi bạn. Bếp nhà sàn thối hồng tình yêu lứa đôi. Nhưng mà tôi sợ cô giả người ta 5.000 một cân, ai người ta đào cho cô. Ồ hay bác, bây giờ run bò ngủ ngủ ở ngoài kia. Lấy đâu ra? Ơ kìa, sao lại lấy đâu ra? Cái đấy bác không phải lo nhá. Em đã dặn thằng Sùng với em rồi, coi như là nó kích điện, để cho run bò lên. Kích điện? Đâm nhiều lắm bác ạ. Gâm cô cứ làm như là cá dưới suối đâu mà kích điện. Thì bây giờ em ví dụ này, em thử kích điện một người bác như thế này thì bác có giật đúng đúng không? Có khi kích điện cũng được đấy. Được. Với nữa là thế này, em toán kỹ rồi, phải là 5.000 thì chị em mình mới có cái tí chênh lệch. Chứ bây giờ giả cao hơn thì lấy đâu ra lãi cho chị em mình. Bác cứ yên tâm đi, về cái khoản kiếm tiền thì bác phải để em nhá. Ôi trời, đây rồi, hai thằng rồi. Bác, gì? Thế nào rồi? Xong việc chưa? Nào con. Cho tao uống nước. Hả? Để cho chúng nó uống nước thì đã nào. Rồi rồi. Này, thế nào? Vừa uống vừa trả lời. Thế con hỏi mẹ ngu một câu nhá. Mẹ bắt con bọn con đi đào run làm gì? Không biết một cái gì cả. Cứ bảo làm sao mà ngu. Đào làm gì đòi làm gì? Cứ miễn sao là có tiền cho hai ông là được. Bác ơi, thế thôi. Đừng có hỏi nhiều nhì nhằng. Nhưng mà hôm nay có đào được không? Có mua được run không? Nhưng mà mua ở đâu? Hay là bác định làm món mới thay cháu làm? Ôi giời ơi. Cái gói tao đưa cho chúng mày đâu rồi? Tại sao chúng mày không bắt được run? Người ta bảo đưa cho cái gói đi rồi, chỉ việc hòa vào chậu nước đổ xuống đất thôi. Là run nó tức thở, nó phải bóng ngoi từ dưới đất lên. Đúng rồi. Tại sao lại không làm hả? Mà gì đã dặn con thế nào rồi? Hả? Bây giờ chưa thấy run thì phải kích điện để cho run trồi lên cơ mà. Thế tại sao lại không làm? Tại mày quyền đấy. Cái thằng Ngạn này. Ôi trời ơi. Mà chơi. Đúng là nước đổ lá quai nhá, dặn như thế rồi mà còn quên. Không được cái việc gì cả. Quái lạ, bây giờ đi đào run thì bán được tiền, tạo thế lạ. Thôi hai ông đừng có nhì nhằng. Bây giờ chỉ cần biết là mang được run về đây. Đúng. Thế thôi. Cứ có run là được nha. Mà có run thì mới có tiền, nhớ chưa? Chị, lên gác, em bàn với chị tí việc. Thế thì đứng đần rồi đấy, làm gì nữa? Thế cho bọn con thở một tí, bắt con đi đào run từ sáng giờ. Không kịp nha. Thở. Thế hai thằng vô tích mà sự. Mà chơi. Thôi, uống nước đi. 4:25 đi có việc ấy. Dạ, mời đại gia ngồi ạ. Dạ, xin mời anh đại gia ngồi ạ. Ngồi... À, ôi, tôi chết rồi, bác. Dạ, mời đại gia ngồi đây. Vâng, đại gia ngồi. Vâng. Mời anh đại gia sơ chén nước chè. Cảm ơn ạ. Dạ. Phải công nhận, anh đại gia đẹp người đẹp nét bác nhỉ? Đàn ông mà. Anh đại gia đẹp dai, vâng. Mà lại còn tốt tính ạ. Vâng. Đấy, ở thu mua bao nhiêu dùn đất cho bà con mà lại trả giá cao, bà con phấn khởi lắm ạ. Dạ thì anh đại gia cho tôi hỏi khi không phải là thế mình thu mua dùn đất về để làm gì ạ? Dạ mua dùn đất để làm gì ạ? Các chị có cần tiền không? Có chứ ạ. Tiền ai chả thích ạ. Đấy, thế thì việc của các chị là cứ làm, xong rồi nhận tiền, hỏi những chuyện khác để làm cái gì? À vâng, đúng rồi, vâng. Không hỏi linh tinh, vâng. Cô hỏi là cái đợt vừa rồi thu mua run đất là thế đã đủ chưa hay là để mình còn kiếm thêm? Vâng, thế số lượng như vậy thì đã đủ chưa? Hay là không biết là thời gian tới thì mình có muốn thu mua thêm cái gì không ạ? Thế này nhá, bây giờ tạm thời là run đất như thế là được rồi, số vâng. lượng thế là khá ổn rồi. Vâng. Bây giờ tôi cần thu mua thêm một ít hoa quả non, các loại. Loại gì cũng được nhá. 50.000 một kg. Mua hoa quả non. Có ăn được đâu mà mua nhỉ? Ồ đúng rồi. Sao lại thu mua giá cao thế ạ? À? Hoa quả non thì xanh thì ăn thế nào được nhỉ bác nhỉ?
Các chị hay hỏi nhỉ, có cần tiền không? Có à, tiền thì ai chả cần à? Có làm tiền à? Ai chả thích. Có làm chứ ạ? Thế thôi, hỏi làm gì nhiều. À, vâng, vâng. Hay là để tôi sang nhà khác nhỉ? Ôi, không. Anh đại gia ơi, anh đại gia đừng đi sang bản khác. Ở bản chúng tôi nhiều hoa quả non lắm. Chúng tôi cung cấp đủ hết cho đúng anh. Đúng rồi, cần bao nhiêu có bao nhiêu. Chúng tôi huy động bà con, chảy non, vặt sạch. Được. Đúng rồi, chúng tôi cung cấp đủ mà. Đúng, nếu mà làm được thế nhá. Vâng. 100.000 một kg nhá. Làm ngay đi nhá. Hôm nay sẽ có xe tải vào đây, ôi chở trời, luôn run đất cùng với lại hoa quả non đi. Vâng, vâng, vâng. 100.000 một cân à? 100.000 một cân. Vâng đi. Được ạ. Dạ, thưa anh đại gia. Lại hỏi à? À không, không, chúng tôi không hỏi gì cả. Cái này là chúng tôi đề xuất thôi ạ. Được, chị nói đi. Dạ, xin anh đại gia là... chi cho chúng tôi gọi là một chút để chúng tôi có cái vật làm tin cho bà con. Chứ cho còn bà phần con phấn của... khởi. Vâng, cho bà con phấn khởi. Chứ phần của chị em chúng tôi thì... Sau cũng được. Vâng, 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 lấy sau cũng được ạ. Đấy, tức là tạm ứng cho bà con một chút trước. Vâng. Để cho bà con phấn bà khởi. Bà con yên tâm. Đấy, đấy. Vâng. Các chị trên này mà cũng chắc nép thế à? À không, không, không. Không, không, không. Không sao, chuyện ấy là đúng, không có gì cả đây. Tất cả ở trong này. Nhá. Cả phần của các chị và phần hoa quả nhá, rung đất ở trong này hết. Cứ thế mà tính toán. Vâng. Vâng. Được chưa? Dạ xin anh. À thế tôi đi nhá. Vâng. Khẩn trương. Hôm nay sẽ có xe tải đến chở các thứ đi. Nhá. Dạ dạ. Vâng. Rồi. Vâng. Em chào anh ạ. À. Bác ơi. Thì em chào anh. Thôi không sao. Vâng. Rồi, xin chào được chào anh đại gia. Chị vâng. Chào anh nhá. Vâng vâng vâng. Vâng. Anh đại gia về nhá. Rồi ôi, em vui quá chị ạ. Em tính sơ sơ thế này nhá. Cả bản mình đợt này mà thu hoạch hoa quả non đấy là chị em mình cũng phải lời ra được vài trăm triệu đấy chị ạ. Vài trăm triệu đấy. Sao lạ thế nhỉ? Sao người ta lại toàn mua hoa quả non nhỉ cô nhỉ? Đúng là trên đời này lắm chuyện kỳ lạ thật đấy cô ạ. Lạ lùng gì em chả quan tâm. Cứ miễn sao mà người ta đưa cho em đủ tiền là em thích rồi. Ngâm thì kinh doanh hôm tây biết để bao giờ mới có được tiền như thế hả bác? Tiền ai chả thích đấy. Thế nhưng mà mình đang... Bà Ngư, cô chạm đây rồi. Cầm đi à. Sao cô với bác lại xuống mọi người hái hết hoa quả non đi ạ? Chúng tôi đang giúp mọi người kiếm tiền đấy chứ. Đúng. Xúi cái gì mà xúi cổ vớ vẩn này. Đúng rồi. Cô với bác nghe cháu nói đã. Bây giờ mình thu hoạch non như thế này, năm sau là mất mùa đấy ạ. Vì đang làm thay đổi sự sinh trưởng của cây trồng. Cháu không biết mục đích người thu mua như thế nào. Nhưng mà làm như thế này là không nên đâu ạ. Có cái gì mà không nên? Cô nói cho cháu biết nhá. Bây giờ nhá, thiên tai lũ lụt biết đằng nào mà lần. Tự dưng lại có người đến á, coi như là mua cho bà con ở bản mình mà giá lại tốt như thế, tội gì mà không bán, cứ phải bán đi chứ. Nhưng mà bác nhỉ, tôi lại nghĩ là nhưng mà tại sao họ lại thu mua hoa quả non thế? Thì thu là thu, em là em cứ chỉ quan tâm là người ta đưa cho em đủ tiền là được rồi. Thì tôi hiểu, em có bao nhiêu chứ, để em có nuôi em cũng bán hết luôn bác ạ. Nhưng mà bán hoa quả non cho nó chắc. Vâng, đúng rồi bác. Vâng. Bây giờ mình đi về đi. Mẹ cái cháu, gì đấy? Cháu tiền giả tiền run. Người ta đào được mấy cân rồi. Thế nhá, cô cứ thế nhá. Thôi đi về đi cháu. Về đi cũng muộn rồi, về xem cơm nước thế nào. Không cần mấy. Tiền. Thằng này nó ngu quá. Thế chứ lại. Nhà này làm gì có tiền. Mà có tiền cũng phải kẽ mồm đấy nhá. Bây giờ là phải cấm tất cả mọi người trong bản này tiếp xúc với cái doanh nhân trẻ đấy nhá. Chứ không thì lấy đâu ra lãi, lấy đâu ra lời nữa đấy, à con. Giờ ngu à, vừa thôi. Người ta giấu còn trả được. Đằng này thì mồm nó cứ bô ra. Ngu lắm. Y như là cái thằng sủng nhà em ấy bác ạ. Thôi mày biến đi, đi biến nhanh đi. Thằng ăn hại vừa chứ. Tí nữa thì hỏng hết việc. Đi về đi bác. Kiếm đâu ra lãi. Đúng rồi, tiền chênh nữa. Trả tiền cho chúng tôi đây. Trả tiền đi. Trả tiền cho chúng tôi đi. Xin bà con cứ nghe chúng tôi nói mấy lời đã. Thực sự trong chuyện này thì chị em chúng tôi cũng là người bị hại thôi. Đấy, cái thằng cha đại gia dởm đấy, nó ở homestay nhà tôi, nó đã thanh toán tiền đâu. Nó có thanh toán đồng nào đâu. Chúng tôi không cần biết. Cô trả tiền cho chúng tôi đi. Bao nhiêu công sức chúng tôi đào xới, may là tôi còn chưa thu hoạch hoa quả non đấy. Đúng rồi đấy, trả chúng tôi tiền run đi. Thôi trả đi, nhanh lên. Thôi mong bà con thông cảm cho chúng tôi. Thì may mà cũng chưa vặt hoa vặt quả, thế là may rồi. Nhưng mà còn cái chuyện buôn bán run thì chúng tôi sẽ giả tiền cho bà con. Vâng. Nhưng mà
chúng tôi là những người bị lừa, chứ chúng tôi không muốn như thế. Em mong bà con thông cảm với chúng tôi nhá. Chúng tôi không muốn thế đâu. Thông cảm mà được à? Trả tiền chúng tôi đi. Không, chúng ta hứa bà con cứ bình tĩnh đã. Trả tiền đi. Bà con cứ để thông thư cho chúng tôi một thời gian nữa thôi. À, anh vào đây rồi. Anh hãy vào phân xử cho chúng tôi đi. Vâng, vâng, vâng. Mọi người cứ bình tĩnh, có tôi đây rồi. Bác. Ôi giời ơi. Lại là hai bà. Đúng là phá làng, phá xóm mà. Đấy. Hai bà tuyên truyền linh tinh. Thế rồi nghe kẻ xấu nó xúi giục về xui bà con làm bậy làm bạ như thế này. Bác ơi, thực tình trong chuyện này em cũng là người bị hại bác ạ. Với cả em cũng nghĩ là bây giờ đào run đất lên rồi bán đi có tiền cũng là một cách để giúp đỡ bà con. Cũng may chị ạ, cũng may là bây giờ cây hoa quả non bà con chưa hái xuống, chứ không có thì... Thì chúng mình có tội to với bà con chứ chả chơi. Nhưng thôi thì chúng tôi biết lỗi rồi. Mong bà con thông cảm, mong bác thông cảm tha thứ cho chúng tôi. Lần sau chúng tôi sẽ cảnh giác. Vâng, bác cứu chúng em với ạ. Cứu cô thì ai cứu chúng tôi? Trả tiền đi. Mọi người hết sức bình tĩnh, nghe tôi nói đã. Đấy là mọi người không biết đấy thôi. Run đất có tác dụng làm tơi xốp đất. Nếu như chúng ta thu gom một lượng lớn như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái của đất và sự phát triển của cây trồng đấy ạ. Nghiêm trọng thế à, cô Cẩm? Đúng đấy ạ. Mặc dù em không biết là mục đích của người thu mua như thế nào, nhưng mà đây là một việc làm xấu, lâu dài sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bản mình và giống cây trồng nữa đấy. Như mọi người thấy, mới có một ngày thôi mà mọi người náo loạn hết cả lên rồi. À, bà con nghe tôi nói này, vì đặc thù bản ta là nằm gần biên giới nên là có nhiều thành phần xấu lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin của bà con, rồi tung những cái tin thất thiệt để mà lừa gạt bà con, nên là bà con đừng có nghe. Nhưng mà chúng tôi chỉ nghe là bà Ngư bà Trạm nói với chúng tôi như thế, chúng tôi biết chúng tôi đi đào run thôi. Bây giờ tiền của chúng tôi ai trả? Ai trả bây giờ? Được rồi, bà con cứ bình tĩnh. Mọi người ơi, bọn lừa đảo bị bắt hết rồi ạ. Thế à? Còn bắt được cả xe chở hàng của chúng nó nữa. Ôi giời ơi, bắt được mà không chỉ bản ta đâu, rất nhiều bản ở khu vực này bị chúng nó lừa đấy. Bây giờ chúng ta phải đi cho chúng ta đi. Mọi người nghe tôi, mọi người bình tĩnh. Nghe tôi nói, mọi người hết sức bình tĩnh. Đằng nào thì kẻ xấu cũng bị công an bắt rồi. Cái việc xử lý như thế nào thì để các anh công an sẽ giải quyết. Bà con cứ nghe tôi, bây giờ bình tĩnh nhá. Các anh công an mà cần đến lời khai thì sẽ mời từng người một về nhà ổn định lại cuộc sống. Nhưng mà bà con nhớ, từ nay là chúng ta không được nghe những cái tin đồn thất thiệt như là hái quả non này, chặt rễ cây, hái lá cây hoa quả và đặc biệt là đào run đất như vừa rồi nữa. Bà con có nghe không? Đó. Vâng, thế bây giờ mời bà con về. Dạ vâng, chúng em chào bác Hòa, chúng em về đây ạ. Vâng. Hai bà.